Công tác cứu hộ cứu nạn ở Huế vẫn đang diễn ra khẩn trương trước nguy cơ mưa lớn quay trở lại. Diễn biến chi tiết thì chúng ta sẽ cùng đến với biên tập viên Tố Quyên. Tôi xin chào vâng, từ đêm qua thì mưa lớn đã quay trở lại khu vực Thừa Thiên Huế, khiến cho công tác cứu hộ cứu nạn ở đây gặp không ít khó khăn. Chỉ trong vòng 6 tiếng, lượng mưa đo được tại Phong Điền đã lên tới 110 mm. Và cho đến hiện tại mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bởi ảnh hưởng của tổ hợp hình thế gây mưa là gió đông bắc kết hợp với hoàn lưu của cơn áp thấp nhiệt đới này với tốc độ di chuyển nhanh 25 đến 30 km/h, khoảng tối và đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực đất liền trung trung bộ, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp ở Nam Lào. Mưa tiếp tục tăng lên ở thừa Thiên Huế và dọc cả khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên. Trong đó trọng tâm mưa lớn nhất sẽ là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình, ước tính lượng mưa từ nay đến ngày 21 tháng 10 có thể lên tới mức 500 đến 800 mm, có nơi trên 900 mm. Ở Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, lượng mưa sẽ từ 300 đến 500 mm và các nơi khác còn lại khoảng 200 đến 400 mm. Gió mùa tây nam hoạt động mạnh cũng gây mưa nhiều ở nam bộ cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Mưa dồn dập trong buổi chiều nay dễ kèm theo rông xét và gió giật mạnh. Còn buổi trưa có khoảng tạm giảm mưa, mát mẻ, nhiệt độ không vượt quá mức 30 độ. Trái lại ở thủ đô Hà Nội chiều nay mưa sẽ giảm hẳn, trời chủ yếu là nhiều mây, tạnh giáo và khá mát, nhiệt độ không vượt quá mức 27 độ. Đến chiều tối trời sẽ che, xe lạnh trở lại và nhiệt độ hạ xuống còn từ 23 đến 24 độ. Càng đến đêm thì trời càng lạnh khi nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 22 độ. Bây giờ xin mời tiếp tục với chuyển động 24 giờ.